Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2020 và là ngày thứ 6 tại Hoa Kỳ Thì trong video này chúng ta sẽ nói tới đầu tiên là những cập nhật các bạn cần nên biết liên quan tới Cardano Tại vì có rất nhiều bạn tiếp tục hỏi thuận về Cardano cập nhật sẽ như thế nào Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới Bitcoin là tiền Đây là một cái lời công bố được đưa ra từ tòa án ở Washington DC Thì điều này là như thế nào các bạn có cần phải quan tâm đến hay là không Chúng ta sẽ nói tới điều này Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới cái tỷ lệ long short hiện tại của BTC là ra sao trên những sàn giao dịch Và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới những cái cập nhật liên quan tới thị trường uh, crypto Và chúng ta hãy đi vào tài liệu đầu tiên đó chính là Cardano Thì có rất nhiều bạn hứng thú muốn biết được là Cardano Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 29 tháng 7 à, Đó chính là cái ngày half full của Cardano Đó là ngày dự kiến cũng là ngày sinh nhật của Thuận Và Thuận muốn chia sẻ với các bạn là thông tin chúng ta nhận được mới nhất ngày hôm nay là trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa Lúc mà video này thuận mới gì check thì vẫn chưa thấy được thông tin từ đội của Cardano đưa ra là Harford như thế nào Nhưng mà cho tới bây giờ thì họ nói là trong vòng hôm nay hay là ngày mai tôi nghĩ chúng ta sẽ nhận được những thông tin uh, chi tiết liên quan tới Harford Cardano sẽ ra sao Chúng ta đã nói tới là cái Shelly Harford đã dự định diễn ra vào ngày 29 tháng 7 Và cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được tin tức Là sẽ bị trì hoãn hay là sẽ thực sự thực hành trong ngày 29 tháng 7 Và CEO của IOSO, có nghĩa là cho Hoskinson Đã nói là tất cả những điều mà ông ta mong muốn phải thực hành theo kế hoạch Nếu như mà không thực hành theo kế hoạch Thì cái hai phút này có thể bị trì hoãn thêm 5 ngày nữa Đây là điều được chia sẻ bởi cho Hoskinson Và cho Hoskinson cũng đã nói là cái việc đi qua tới staking trên mạng lưới của Cardano thì sẽ không bắt đầu ngay lập tức vào ngày 29 tháng 7 nếu như mà ngày 29 tháng 7 này là cái ngày half thì sau khi half chúng ta cũng không thể staking liền mà staking chỉ bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 khi mà những cái khối được tạo ra bởi những nhóm staking thì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi những chi, chi tiết là ngày 29 tháng 7 này sẽ ra sao nếu như mà sẽ có hard Thì lúc đó các bạn cần phải lưu trữ đồng Cardano, đồng ADA trên những cái ví nào, trên những cái sàn nào Đây là điều mà chúng ta vẫn chưa biết Nhưng mà trong những lời nói của John Hutchinson thì các bạn thấy được là có thể chúng ta sử dụng à, cái ví Ledger hay treasure Nghĩa là những cái nào mà đang lưu trữ Cardano trên những cái ví chứa lạnh thì có thể là lưu trữ trên đó Đây là điều mà thuận chỉ phỏng đoán, chúng ta chưa biết được tin tức chính xác là như thế nào khi mà có tin tức chính xác là ví nào hay là cái sàn nào sẽ hỗ trợ Harford thì thường sẽ chia sẻ với các bạn ngay lập tức nhưng mà đây là thông tin mới nhất chúng ta nhận được cả cái tay chỉ vài tiếng đồng hồ liên quan tới Cardano thì chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin liên quan tới Bitcoin như là thông tin liên quan tới Bitcoin là tiền là lời phát biểu mà được đưa ra ngày hôm nay của một tòa án ở Washington DC nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết và những cái thông tin kế tiếp thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook. Telegram và Twitter hay là bạn là một trader trong thị trường crypto bạn đang tìm kiếm một sàn giao dịch thì trước khi mà bạn đăng ký vào một sàn nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là ưu đãi liên quan tới sàn Margin FX Nếu như các bạn đăng ký thông qua link của Thuận Capital các bạn có thể bấm vào cái link uh, điện đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu truy miễn phí hay là các bạn có thể tham gia bằng cách ta bấm vào cái link Bybit, uh, Binance và Coinbase Bybit cũng là một cái sàn Margin thì chúng ta bây giờ hãy trở lại với lại cái thông tin kế tiếp liên quan tới Bitcoin là tiền Đây là một cái lời phát biểu được đưa ra bởi tòa án Washington DC Thì tin tức này, này như thế nào thì để thường chia sẻ với các bạn Thì chúng ta bây giờ hãy nói tới cái vụ liên quan tới Bitcoin là tiền Đây là cái lời quyết định của tòa án Washington DC thì cái vụ này, là như thế nào thì đường chia sẻ với các bạn đây là một cái câu chuyện câu chuyện là bắt đầu từ một cái vụ kiện vụ kiện này là chính phủ hoa kỳ kiện một người tên là harmon thì tại sao chính phủ hoa kỳ lại phải kiện người tên harmon này thì lý do là tại vì chính phủ Hoa Kỳ nói cái người mà tên Harmon này là đang buôn bán không giấy phép ông ta chạy một cái đường dây buôn bán Bitcoin mà không có giấy phép để mà di chuyển tiền tệ cũng như là dùng Bitcoin để mà rửa tiền thì cái người tên Harmon này nói là bây giờ Bitcoin không phải là tiền tệ cho nên không thể ép ông ta nhận tội được Tại vì bây giờ ông ta là dùng Bitcoin như Bitcoin hoa ra tiền cho nên trên căn bản ông ta cũng không cần phải có giấy phép kinh doanh tiền tệ và cũng không thể dùng Bitcoin để mà rửa tiền cho nên đây là điều mà cái người tên Harmon này đã nói Thì bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đã đang nằm trong uh, một cái sự lựa chọn, lựa chọn đầu tiên Là nếu như mà không công nhận Bitcoin là tiền thì không thể uh, buộc tội người tên Harmon này được Nhưng mà ngược lại nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ muốn buộc tội người tên Harmon này thì phải công nhận Bitcoin là tiền Cho nên các bạn thấy được là đứng giữa hai sự lựa chọn đó thì chánh án trong điều kiện này đó chính là chánh án Perel Howard đã nói là Bitcoin là tiền tệ đã khẳng định rằng Bitcoin là tiền tệ tại sao tại vì ông ta nói tiền tệ thì có ba cái đặc điểm đặc điểm thứ nhất để dùng cho một phương tiện trao đổi đặc điểm thứ nhì là dùng cho một phương thức thanh toán và đặc điểm thứ ba là lưu trữ giá trị Bitcoin có đầy đủ ba yếu tố này cho nên Bitcoin được coi như là tiền và vì lý do đó đã buộc tội người tên Harmon này nói là kinh doanh tiền tệ mà không có giấy phép thì cái việc mà tòa án Washington DC ra cái quyết định tịch không đạt tiền, đây là cái quyết định nằm trong cái vụ kiện liên quan tới chính phủ và người tên Harmon này thì có một số điều các bạn cần phải lưu ý đến ở đây. Um, thứ nhất là ý kiến của tòa án có nghĩa là Bitcoin được coi là tiền nhưng mà chỉ trong cái phạm vi của cái uh, vụ kiện này chứ không có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ công nhận Bitcoin là tiền Các bạn thấy được là trước đây chúng ta cũng đã nghe nói tới một số những cái tòa án ở Trung Quốc đã ra quyết định là Bitcoin là một loại tài sản cho nên những ai mà ăn cắp Bitcoin thì coi như là ăn cắp tài sản tư nhân và sẽ bị buộc tội theo luật tài sản tư nhân thì cũng tương tự các bạn thấy được là tòa án này nó Bitcoin là tiền cho nên người này đã bị phạm luật tại vì người này đã kinh doanh tiền tệ và không có giấy phép. Đó là điều đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm đến. Đây là một ý kiến của một tòa án ở Washington DC. Nhưng mà điều khác các bạn cần phải lưu ý đến. Tuy là đây không phải là nói Bitcoin là tiền chính thức của Hoa Kỳ, ở đâu cũng không nhận Bitcoin là tiền. Nhưng mà đây là điều khởi đầu của sự chấp nhận đó. Tại sao? Tại vì các bạn thấy được là những tòa án thì họ có thể là xử một cái vụ án theo cái luật hiện hành hay là họ xử những cái vụ án đó dựa theo một cái tòa án khác trước đây trong những cái vụ kiện tương tự để làm như thế nào họ sẽ làm theo để cho những tòa án có được một cái sự công bằng cũng như là có trong một cái khuôn khổ giống nhau cho nên các bạn thấy được là việc mà một tòa án ở Hoa Kỳ công nhận bị còi là tiền thì sau này một tòa án khác công nhận bị còi là tiền cũng là một điều mà hoàn toàn là bình thường đây là một điều rất là tốt đối với Bitcoin là gì ở Hoa Kỳ Nhưng mà thật ra khi các bạn hỏi Bitcoin là gì ở Hoa Kỳ Thì rất khó trả lời Tại vì các bạn thấy được là Hoa Kỳ thì có rất nhiều những cái bộ quản lý khác nhau Chúng ta có giống như là CFTC có nghĩa là bộ quản lý hợp đồng tương lai Thì CFTC coi Bitcoin như là một hàng hóa Cho nên chúng ta mới có hợp đồng tương lai của BTC Và ngược lại các bạn thấy được là cục thuế IRS của Hoa Kỳ thì IRS ở Hoa Kỳ thì coi Bitcoin như là một loại tài sản cho nên khi các bạn sử dụng Bitcoin cho mình sống hàng ngày thì họ coi như là các bạn bán cái tài sản đó cho nên các bạn sẽ bị đánh thuế và kế đến nữa các bạn thấy được bộ tài chính của Hoa Kỳ à, đã coi Bitcoin như là tiền tệ cho nên dựa theo luật của FinCEN có nghĩa là có luật chống lại những cái phạm tội về tài chính thì đã coi Bitcoin như là tiền tệ những cái công ty nào mà cho mua bán Bitcoin thì phải có cái bằng đó chính là cái bằng di chuyển tiền tệ cho nên các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ thì Bitcoin là tất cả những thứ nêu trên cho nên bây giờ chúng ta thấy là cái điều mà chúng ta chưa nghe nói tới là đối với một cái tòa án thì tòa án coi Bitcoin là như thế nào? Thì hôm nay chúng ta đã được thấy là tòa án thì coi Bitcoin như là một loại tiền tệ và giữa tiền tệ với tài sản khác nhau rất là nhiều tại vì nếu như Bitcoin là một loại tiền tệ thì khi mà các bạn sử dụng Bitcoin thì không coi như là các bạn đã bán Bitcoin đó và phải đóng thuế tại vì các bạn thấy được là khi bạn sử dụng tiền mặt thì đâu có đóng thuế trong cái số tiền mặt mà các bạn đã sử dụng đây là một điều rất là khác nếu như Bitcoin là một loại tài sản như là vàng thì phải đóng thuế nếu như các bạn có lời đây chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái bài viết này và kế đó chúng ta sẽ nói tới một số những cái tỷ lệ long short của Bitcoin hiện tại Và Thuận cũng mới để ý được là cái đèn sau lưng của Thuận là đèn màu đỏ Tại vì Thuận làm video này sau khi Thuận làm cái video liên quan tới cái việc mà Trung Quốc và Hoa Kỳ càng ngày càng căng thẳng hơn về mặt chính trị Và sẽ dẫn đến là chiến tranh thương mại cho nên cái đèn sau lưng của Thuận là đèn màu đỏ Tại vì chiến khoán đi xuống ngày hôm nay Nhưng mà hôm nay cũng là một ngày rất là tốt trong thị trường crypto cho nên sẽ đổi thành cái đèn màu xanh Và chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái tỷ lệ long short ở trên thị trường thì các bạn thấy được là có một số những cái sàn sẽ đưa ra thống kê là bây giờ trên sàn của họ là những người mà long là bao nhiêu những người sốt là bao nhiêu trong đó có sàn binance thì binance nói là cái tỷ lệ người mà long ở trên sàn binance hiện tại là hơn 12% so với cái tỷ lệ sốt có nghĩa là trên binance bây giờ là sau khi mà chúng ta thấy bitcoin có cái sự di chuyển từ 9.200 đô lên 9.500 đô thì cái số lượng người long đã tăng lên 12% so với số lượng người sốt Kế đó là sàn Huobi, sàn Huobi đã đưa ra một cái tỷ số là 1,14 thì cũng tương tự như là Binance Có nghĩa là 1,14 này có nghĩa là 14% trong vòng 30 ngày qua Thì 14% của những người trên sàn Huobi bây giờ là đang long, người đang đánh lên Và cao hơn là số lượng người đang đánh xuống, là đánh short Thì cũng tương tự như là Binance, hai chỉ số này 12 và 14% là người ta nghiêng về cái phía đánh lên long nhiều hơn còn BTC Future ở những sàn như là OKX và Kraken thì bây giờ đã đang giao dịch ở cái mức là 7% premium Có nghĩa là 7% hơn cái giá BTC ở trên thị trường hiện tại Đây đương nhiên là một cái dấu hiệu tốt liên quan về mặt giá cả Cho nên các bạn thấy được là ba điều chúng ta nhìn thấy trên màn hình liên quan tới những cái trader bây giờ Thì bây giờ nhiều trader nghĩ là giá cả sẽ tăng lên Các bạn nghĩ sao về cái tương lai ngắn hạn trong vòng 2-3 tuần tới đây của BTC các bạn hãy comment ở phía dưới video này nhìn về mặt giá cả của BTC thì các bạn thấy được là từ lúc mà chúng ta nhận được cái tin tức liên quan tới lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở Trung Quốc ở thành đô là được Trung Quốc ra lệnh là phải đóng cửa thì lúc đó cái giá của BTC đã tăng lên trong khi các bạn thấy được là các chỉ số chứng khoán của Trung Quốc cũng như là của Hoa Kỳ đã đi xuống thì bây giờ các bạn thấy là giá BTC thì cũng tương tự ngày hôm qua ở mức là 9.586 mặc dù là hồi sáng này BTC đã qua 9.600 đô Chúng ta sẽ tiếp tục để coi coi là tình hình kế tiếp như thế nào Tại vì thường như là thường đã chia sẻ trong các video trước đây Những cái tin tức liên quan tới chiến tranh thương mại thì thường là đẩy giá BTC tăng lên cũng như là đẩy giá vàng tăng lên Về thị trường crypto nói chung thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn không có nhiều cái đồng di chuyển mạnh như hôm nay Còn khi mà chúng ta nhìn vào cái top 10 những đồng lớn bây giờ thì các bạn thấy được là tuy BTC không có cái sự tiến triển mạnh Nhưng mà những đồng khác như các bạn thấy là Ethereum nó lên 3,5%, bây giờ mức là 283 đô à, các bạn thấy được Cardano đã tăng lên 5,7% ở cái mức là 12 cent bây giờ đã là đồng lớn thứ sáu và kế đó các bạn thấy được là đồng Binance Coin tăng 4,7% ở cái mức là 19 đồng 51 cent và đồng Litecoin đã tăng lên 4% ở cái mức là 46 đồng 64 cent và những đồng mà lên nhiều ngày hôm nay thì các bạn thấy được là chúng ta có đồng Swipe đã lên 36,5% và Torchain lên 29,1% và Ample4 sau khi mà đi xuống ngày hôm qua thì hôm nay đã tăng lên 24% nhưng đồng mà xuống nhiều, các bạn thấy được là Kusama nó lên 9,1%, Nest lên 7,7% và Digibuy lên 6,9%. Một điều mà các bạn cần phải lưu ý là những cái đồng nhỏ, thường thì các bạn thấy được là một ngày thì có thể tăng lên rất là nhiều tại vì vốn hóa rất là nhỏ, nhưng mà một ngày sau đó thì có thể là bị đâm rất là nhiều. Cho nên các bạn sẽ thấy những cái tên tuổi những đồng mà lên mạnh xuống mạnh như một ngày thường là một ngày thì nằm trên cái list lên mạnh ngày hôm sau sẽ nằm trong cái list xuống mạnh như là Kusama hay là Nesk. tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuần xem gặp lại các bạn trong video kế tiếp theo. tạm biệt các bạn